Hôm lại giảm giá chờ đợi trợ lý tiếng Việt. Trong tháng 5 năm nay, thị trường thiết bị cho nhà thông minh bỗng dưng sôi động khi Google Assistant bất ngờ được hỗ trợ tiếng Việt tại Việt Nam. Việc Google mang Assistant tiếng Việt về Việt Nam dành cho smartphone khiến cho nhiều người kỳ vọng nó sẽ có mặt sớm trên các thiết bị Google Home để giúp điều khiển căn nhà bằng tiếng mẹ đẻ. Thậm chí, trong tháng 5 vừa qua có nhiều người dùng Google Home cũng đăng tải một số clip về việc thiết bị của họ bất ngờ có tiếng Việt nhưng chỉ vài câu thông dụng. Điều này càng dấy lên niềm tin rằng Google Home sẽ nhận được bản cập nhật Assistant tiếng Việt rất sớm. Một hệ thống kinh doanh thiết bị nhà thông minh cho biết, gần đây các thiết bị Google Home bất ngờ bán khá chạy, đặc biệt là Google Home Mini có giá vào khoảng 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá Google Home Mini đang sụt giảm mạnh. Cụ thể, giá bán Google Home Mini hiện chào bán ở mức 900.000 đến 1 triệu đồng, thậm chí có cửa hàng chỉ bán ở mức 850.000 đồng, tức mức giảm giao động từ 200-300.000 đồng riêng phiên bản Google Home Hub, nhiều hệ thống đang xả hàng từ mức 5,5 triệu đồng, hiện chỉ còn 3,5 triệu đồng và có cửa hàng chỉ bán ở mức 3 triệu đồng. Lý giải cho việc giảm giá mạnh, đại diện hệ thống trên cho biết, tính năng trợ lý ảo bằng giọng nói tiếng Việt của Google vẫn chưa được phát hành, kéo theo sức mua giảm và dần người dùng không còn quan tâm nhiều thiết bị này. Đặc biệt nhiều hệ thống nhập hàng về quá nhiều vì nghĩ rằng sắp có tiếng Việt nên phải giảm giá xả hàng, lấy tiền mua nguồn hàng khác. Hiện tại Google chưa công bố lộ trình phát trợ lý ảo tiếng Việt cho nền tảng Google Home. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng quý 3 mới là thời điểm sẵn sàng cho tính năng này tại Việt Nam. Thị trường thiết bị thông minh sẽ phát triển nhanh trở lại khi Google Home được hỗ trợ tiếng Việt, đại diện hệ thống trên chia sẻ. Trước đó, Google đã cho ra mắt Google Assistant hỗ trợ tiếng Việt tại Việt Nam. Tính năng này chỉ dành cho các thiết bị di động Android và iOS, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các tác vụ như gọi điện, nhắc lịch Báo thức hay hỏi đáp các thông tin bằng chính tiếng mẹ đẻ. Gia Hưng